Và bây giờ thì cô Lanh sẽ chia sẻ ba cái bước để bạn chạm được vào trái tim của con mình. Hồi nhỏ chúng ta làm cái này khá tốt các anh chị. Khi con mình còn nhỏ thì chúng ta làm cái này khá là tốt luôn. Chúng ta thấu hiểu con, đồng hành với con và dẫn dắt con. Khi mà con còn nhỏ thì mình có thể múa cho con xem, mình có thể hiu hiu à há mồm nào, thế là mình há trước. Thế sau đó thì con há và mình tranh thủ mình nhét cái thìa bột vào. Thì đấy chính là mình đã thấu hiểu đấy. Mình đang nói ngôn ngữ của một đứa trẻ. Mình cũng biểu diễn theo như một đứa trẻ, từ ngôn ngữ cơ thể đến âm thanh. Mình làm khá tốt, sau đó mình dẫn dắt. Nhưng mà khi mà con mình lớn thì mình quên mất cái việc là thấu hiểu, quên mất việc đồng hành. Mà mình sẽ nói là học đi, ăn đi, làm đi. Tức là ngay lập tức bạn dẫn dắt, ngay lập tức bạn nhảy lên bước thứ ba. Và rồi bạn gây ra một cái điều, đó là bạn đây, con bạn đây, lúc nào bạn cũng áp đặt, lúc nào bạn cũng ra lệnh, thì làm cho con của mình xây lên một cái rào chắn như thế này để bạn không bước qua được nữa. Nên con có thể nói dối bạn, con có thể cãi lại bạn, con không chia sẻ với bạn, nhìn thấy bạn con của bạn tránh xa, nhìn thấy bạn con của bạn mình gọi là con chuồn chuồn đấy, né tránh bạn. Bởi vì chúng ta có thể đã góp ý theo một cách nào đó làm tổn thương con, không có hiểu trong con của mình có suy nghĩ gì, trong con của mình có cảm xúc gì, trong con của mình có cái niềm tin gì. Mình không hiểu cái thế giới bên trong của con mà mình muốn dẫn dắt ngay thì không thể làm được. Nên là phải là thấu hiểu, phải là đồng hành và rồi mới dẫn dắt. Để tôi kể cho bạn nghe. Tôi đã từng làm với các bạn tự kỷ, với các bạn tăng động, với các bạn hoang tưởng. Và có những bạn tôi cũng phải nằm chơi với các con. Tôi phải nằm chơi với các con luôn ý. Để làm gì? Để mình bắt đầu thấu hiểu, sau đó mình đồng hành và mình cũng dẫn dắt được. Bạn ấy lớp 3 nhưng mà cầm chổi ném bố rồi và đánh bố. Và bạn ấy bảo là thì bố mẹ thì không hiểu vì sao con mình đánh mình, mà bố mẹ cứ nói là đánh bố đánh mẹ là hành vi không thể chấp nhận được. Đúng, nó là hành vi không thể chấp nhận được. Nhưng mà mình không thể quy chụp thằng này hư, thằng này bất trị rồi, thằng này không thể làm gì được nữa rồi, kiểu như vậy. Mình phải đi vào thế giới của con xem là có cái điều gì mà con lại hành xử như thế. Thế thì bạn ấy bảo là bố con về và mẹ con đang phô tội của con. Mẹ con phô tội của con thì kiểu gì bố con cũng đánh con. Nên là con đánh trước để con chạy. Thế là cầm cái chổi ra đánh bố, ném vào mặt bố rồi để mình chạy. Thế thì bởi vì bạn ấy suy nghĩ là tại vì mẹ phô, mà mẹ phô bố thì kiểu gì bố cũng đánh, kiểu gì bố cũng đánh mình. Thế thì mình bị đánh thì mình đánh trước vậy. Là như thế. Thế khi mà mình hiểu cái suy nghĩ của con như thế, và mình hiểu cái cảm xúc của con, và khi mình hỏi bạn bảo bạn ấy không thích bố phô à, mẹ phô bố. Bạn ấy bảo bạn ấy không thích mẹ phô bố, hơi tí thì mẹ phô bố, tí thì mẹ lại bảo là tao về tao phô bố mày. Có hôm thì quên thì không phô, nhưng mà hôm nào nhớ phô, con lại bị đánh, con lại bị mắng. Và khi mình hiểu được cái suy nghĩ, cái cảm xúc của con thì mình mới dẫn dắt được con. Còn một cậu nữa, lớp 12, và cậu ấy đấm cho bố một phát vào mặt, sau đó thì chạy ra khỏi nhà, đi ra khỏi nhà. Người cha, người mẹ có đau đớn không ạ? Đau đớn quá đúng không ạ? Con mình nuôi bao nhiêu năm, mình rút ruột rút gan để nuôi con mình, nhưng mà điều gì làm con mình có hành vi như thế và bạn ấy bỏ nhà đi? Khi mà tôi làm việc với bạn ấy thì vấn đề là như này các anh chị. Bạn ấy nói là ngay từ khi còn rất nhỏ, bạn ấy không có nhiều sự tôn trọng bố, tại vì bố đánh mẹ và đánh các con rất kinh. Bố đánh mẹ rất kinh luôn, bố chửi mẹ rất kinh, ngày nào cũng chửi, ngày nào cũng đánh mẹ. Mà bạn ấy thấy mẹ rất tuyệt vời, sao bố lại làm cái điều đấy?
và mẹ là cái chỗ dựa của bạn ấy. Thế nên là bạn ấy mới đánh bố bạn ấy. Nhưng mà cái lý do thứ hai nữa là trước đây khi bạn vẫn còn rất tôn trọng mẹ thì bạn ấy không có làm việc với bố như vậy đâu, không có cư xử như thế. Nhưng mà từ khi bạn ấy phát hiện ra mẹ bạn ấy có mối quan hệ ngoài luồng, có một cái mối quan hệ chỉ nhắn tin thôi nhưng mà rất tình cảm, rất là mùi mẫn, rất là yêu thương với một người đàn ông khác, và vì thế bạn ấy mất niềm tin hoàn toàn vào thế giới này, bạn ấy mất niềm tin hoàn toàn vào con người, và vì thế nên bạn ấy có cái cách hành xử như vậy. Thế thì khi mình hiểu được cái nỗi đau của con mình hiểu được cái suy nghĩ của con mình hiểu được cái cảm xúc của con mình, là ta làm sao mà con mình lại có cái hành vi như vậy, thì chúng ta cần phải thấu hiểu, đồng hành, rồi mình mới dẫn dắt các con được. Chứ mình không thể nào mình lôi cái con trâu nó vào chuồng được. Mình cứ lôi, mình làm sao mà nặng bằng cái con trâu mà mình lôi, mình làm sao nặng bằng cái tinh thần của con mà mình lôi nó được. Không thể lôi được luôn các anh chị. Cái tinh thần nó nặng vô cùng luôn. Rồi có học viên tôi dạy cho các anh chị đến 10 giờ 10 rưỡi đêm như này này. Thế thì người cha mới bảo cô Lanh ơi lên xem nó thế nào. Chứ cả ngày hôm nay anh thấy nó ngồi thừ người ra cả ngày. Và cả ngày hôm nay nó chả ăn uống gì cả. Thế thì tôi lên thì cậu ấy ngồi như này này. Ngồi như này. Ánh mắt cứ vô hồn nhìn ra xa xăm. Ngồi ở ngay cái hành lang luôn các anh chị. Thế tôi lên như vậy. Tôi cũng ngồi này. Thế thì bố mới mang nước lên, thấy hai cô trò ngồi đần thối cái mặt thế. Thế là bố lại từ từ mang nước đi xuống. Chứ không dám mời tôi uống nước. Các anh chị, không dám mời luôn. Hai cô trò ngồi như vậy. Ngồi suốt cả nửa tiếng liền. Tôi cứ ngồi bên cạnh cậu như thế, rất bình an. Và rồi cậu mới ghé sang tôi, cậu hỏi như này này. Cô ơi cô, có phải con vừa giết người không? Tôi mới hỏi là có điều gì xảy ra mà con nghĩ con vừa mới giết người? Bạn bảo con thấy nhiều thằng đầu gấu cầm dao đuổi con lắm, con sợ lắm. Bạn bảo như vậy. Và từ thời điểm đó thì tôi bước vào thế giới của cậu ấy, và tôi bắt đầu chữa lành cho cậu ấy, bắt đầu làm cho cậu ấy an dần. Và đến khoảng hơn 12 giờ đêm thì tôi mới bảo là thế bây giờ con đi ngủ nhé. Bạn bảo vâng. 21 tuổi rồi các anh chị, không phải là cậu bé đâu ạ. 21 tuổi rồi đấy. Thế là lúc đấy mới đi ngủ. Và khi mà tôi đưa cậu vào giường đi ngủ ấy, thì tôi thấy một cái búa rất to ở trên giường của cậu ấy. Thì tôi bảo là thế cô dọn cái búa này nhé. Và bảo cậu em là cất búa đi cho anh ngủ. Lúc đấy là cậu ngủ được ngon. Thì khi xuống ấy, thì người cha mới bảo là thần nào cứ thấy một tí nó lại ra nó đóng cửa tung, một tí nó lại ra nó kiểm tra cửa tung, một tí nó lại ra nó đóng cửa tung lại, tí nó lại làm thế, tí nó lại làm thế, tí nó lại làm thế. Không hiểu vì sao. À, hóa ra là vì nó sợ. Nó sợ. Và lúc nào cái hình ảnh có người đuổi ấy là nó cứ ám ảnh ở đây này. Thương lắm các anh chị ạ. Tôi làm cho cậu ấy, cái lúc mà cậu gặp tôi là cậu không có nói đâu. Cậu bị từ khi mà cậu học lớp 10 lên lớp 11. Cậu đang học trường chuyên mà cậu phải nghỉ học trường chuyên. Bởi vì cậu có một cái cú sang chấn tâm lý từ khi mà cậu học lớp 7, học cấp 2. Nhưng mà cậu đã bị áp lực tâm lý từ ngày cậu học lớp 3 rồi. Từ ngày học lớp 3 là phát hiện ra là mẹ bị ung thư. Và rồi lúc nào mẹ cũng bảo con là con phải giỏi giang, phải lo cho bố và lo cho các em, phải chăm sóc bố và chăm sóc các em. Thế là cậu bé đó cứ gồng mình lên và học trường chuyên. Cho đến lớp 10 thì không thể nào mà lên được lớp 11. Và cuối cùng kể cả học trường chuyên cũng không đỗ tốt nghiệp các anh chị. Không đỗ tốt nghiệp mà phải đi điều trị hoang tưởng suốt mấy năm. Và sau đó thì không còn nói câu gì nữa, chả nói với An Năng với ai nữa. Và về với tôi thì tôi làm 4 tháng thì bắt đầu nói. Khi mà tôi làm 4 tháng bắt đầu nói, các anh chị biết điều gì xảy ra không?
4 tháng tôi làm bắt đầu nói thì các bạn nhân sự của tôi ấy mới bảo này này, cô ơi, hình như là cô cốt hơi quá tay. Bảo thế, hình như cô cốt hơi quá tay. Anh ấy nói nhiều lắm cô ạ. Mà nói chưa khôn cô ạ. Nói nhiều lắm mà nói chưa khôn. Nói nhiều câu thừa mới từ thừa lắm. Thế thì tôi mới bảo như này này, giống như một đứa trẻ thôi. Giống như một đứa trẻ mới tập nói. Rất là nhiều ngày tháng anh ấy không được nói, nên là bây giờ anh mới bắt đầu được nói. Thế nên là anh ấy cứ nói tuôn trào ra, tuôn trào ra. Sau 1 tháng, 2 tháng thì tự cái ngôn ngữ của anh ấy sẽ được chắt lọc và tự sẽ nói khôn ra thôi. Nên là lúc đầu cứ để cho anh ấy thả lỏng, anh ấy nói đi, anh ấy chia sẻ đấy, cứ lắng nghe là được. 4 tháng đấy các anh chị. 4 tháng mà ngày nào cũng như ngày nào luôn. Ngày xưa tôi làm là ngày nào cũng cốt như ngày nào cho cậu ấy luôn. Mỗi ngày 45 phút. Mỗi ngày 45 phút. Nên là bạn phải kiên trì với con thêm một lần nữa. Kiên trì với con thêm một lần nữa. Thấu hiểu, đồng hành và dẫn dắt. Nếu ngay thời điểm đấy khi mà bố cậu ấy, khi mà tôi lên, tôi gặp cậu ấy và tôi sắn tay sắn chân lên, tôi bảo là Đâu để xem nào. Đâu để cô xem nào, để cô xem nào. Như thế này, và tôi nhảy vào tôi hỏi luôn. Tôi nhảy vào tôi chữa lành luôn. Tôi nhảy vào tôi xử lý cậu ấy luôn. Thì có xử lý được không? Coi như mình nhảy vào mình dẫn dắt luôn ý. Thì làm sao mà mình dẫn dắt được? Mà mình phải bắt đầu mình ngồi đấy, cộng hưởng trường năng lượng, giao tiếp với vô thức, với vô thức, giao tiếp với cậu ấy. Ngồi đấy để cho cậu ấy cảm nhận được cô Lanh đang rất an toàn đây này. Ngồi đấy để cho cậu ấy cảm nhận được cái trường năng lượng bình an của tôi. Và để rồi cậu mới sẵn sàng hỏi tôi, cậu mới sẵn sàng trò chuyện và chia sẻ với tôi. Còn nếu không nhảy vào mà bảo nào để đây cô xem nào, như nào nào đấy, thì không bao giờ làm được các anh chị. Nên là chúng ta đã quên mất hai cái bước thấu hiểu và đồng hành, và chúng ta cứ muốn dẫn dắt luôn thì không thể làm được điều đấy. Nếu bạn thấy video thật sự có giá trị, hãy bấm vào nút đăng ký màu đỏ và bấm vào nút hình quả chuông chọn tất cả để giúp cô Lanh đạt được nút vàng YouTube nhé.